Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay hai bố con em làm video test thử cái côn cho các bác xem. Con chào các bác đi. Giơ tay chào các bác. Chào các bác. Con bảo chào các bác đi. Chào các bác. Cháu nó mới được 30 tháng các bác. Nó lại rất thích đam mê cái món này. Đào tạo nó từ bé luôn. Thì hôm nay bố con em test thử cái côn loa tép này để cho các bác xem nhá. Đây, bật lên cho các bác xem. Ấn nhầm nút. Đây em vừa nhúng thử nước rồi. Đây này, qua này. Thả thoải mái nước. Đây, nhấc lên cho các bác xem. Đây luôn, đây là côn hàng công ty nhé các bác nhá. Đây là côn hàng công ty này, côn bên em này, mên màu xanh này, có 4 chân da này. Đấy, thả các bác xem. Con để đấy. Đó, để đấy cho các bác xem nào. Thôi. Rồi, được rồi, để đấy nhá. Không được ấn gì đâu. À, bố nhấc lên nhá. Đấy, con nó ở bố nhấc lên. Chơi bình thường các bạn. Nước vào thoải mái. Đấy, cái dòng côn này chất lượng nó rất chi là bền các bạn. Đấy. Nói chung là chủ yếu do cháy là chủ yếu do dỉ ở trong với cả chỉnh bát đẩy lên quá cao thì là, hoặc là đánh quá là to thì bắt đầu nó mới chết được côn thôi các bạn. Còn bình thường như này đây các bạn xem này. Thả nước thoải mái. Chẳng bao giờ chết côn luôn. Đây là nước vào nhá, như anh em mình đi đánh đêm thì hay bị trời mưa. Đấy. Ví dụ là cái sắt côn của nó, sắt vành côn của nó dỉ quá thì anh em lúc thay côn thì có thể lấy giấy ráp đánh qua đi, hoặc là lấy con dao inox ấy, các anh em gọt qua cái khe đi thì là để cho nó sạch đi, vệ sinh sạch đi thì là nó sẽ rất là bền. Đấy. Anh em nếu anh em ấy thì anh em có thể là lấy cái xăng xe máy của mình nhé. Anh em rửa qua cái khe đi, không để khô đi xong anh em cũng lắp côn thì nó rất là ok luôn. Dốc đi lại kêu ngay. Thoải mái luôn mà các bạn. Nó có nước trong này nó hơi ong ong. Vậy đi một tí là kêu ngay. Đấy. Anh em thấy ok không? Đây là côn hàng công ty bên em đang bán nhá. Côn này bọn em nhập nguyên chiếc từ công ty về luôn, chứ không phải côn các hàng trôi nổi hay hàng gì. Nói chung là hàng này thì rất nhiều anh em dùng rồi, chất lượng nó rất chi là cao. Đấy, chất lượng thì anh em khỏi phải nghĩ đi. Mua hàng bên em thì các bác được bảo hành, được bảo hành với điều kiện trong công ty bảo hành nhé các bác nhá. Ví dụ như cháy côn các thứ thì bọn em không bảo hành được những cái đấy. Đấy, còn những cái phần bảo hành ví dụ là lỗi về do nhà sản xuất thì bọn em sẽ bảo hành cho các bác toàn bộ. Đấy, kể cả cái âm ly cũng vậy. Cái âm ly bọn em bảo hành trong vòng 10 ngày các bạn. Anh em mình đi đánh thì thực ra có lúc là cũng tại anh em mình. Đấy, chứ không phải là nguyên nhân là do lỗi công ty nhiều. Cũng có cái là do lỗi công ty thì bên em là đổi hoàn toàn. Đấy, các bác không phải lo. Đây, côn đây. Nước này các bác. Kêu thoải mái luôn. Đấy, thì hôm nay em test thử cái côn của công ty này cho toàn thể các bác xem. Đấy, thì các bác cần côn loa tép hoặc loa tép nhọn này cứ liên hệ bên em nhé. Đấy, anh khi anh em bị nước vào rồi này, bị nước vào nha, anh em nhấc lên anh em vẩy đi cái là nó lại kêu ngay. Hoặc để một lúc rồi nó lại kêu ngay, nó trôi hết nước ở trong cái màng ra là nó kêu ngay. Đấy, nó còn kiểu nhiều nước trong màng quá thì là cái màng nó không rung được thì nó không kêu mấy. Đấy các bác thấy không? Thoải mái luôn. Đấy, bên em chuyên cung cấp đồ bẫy chim đêm, chim ngày. Các bác cần gì cứ liên hệ bên em. Bên em cung cấp đầy đủ luôn. Đấy, thôi em xin làm đoạn video ngắn tại đây. Xin kết thúc. Xin chào toàn thể các bác. Chúc anh em
một mùa bội thu của năm 2020. Chúc anh em đánh được thật nhiều chim và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc gia đình các bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bác làm ăn phát đạt. Xin chào toàn thể các bác nha. Hẹn các bác video lần sau ạ.